Sau khi nữ hoàng đỏ kích động một cuộc đảo chính tại Auradon, cô công chúa tóc đỏ đã nổi loạn và sử dụng cỗ máy thời gian để quay trở về quá khứ và thay đổi vận mệnh của cuộc đời mẹ cũng như của chính cô. Công chúa tóc đỏ tên Z là con gái của nữ hoàng đỏ tại xứ sở thần tiên. Cô có tính cách mạnh mẽ và nổi loạn. Mặc dù mẹ của cô là một nữ hoàng vô cùng tàn độc, điều này đã khiến công chúa cảm thấy sai trái nên cô vẫn luôn âm thầm nổi loạn vào ban đêm. Công chúa tóc đỏ lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm của nữ hoàng để tận hưởng một cuộc sống tự do của chính mình. Cô được làm những điều mình thích, tự do nhảy múa, ca hát, đôi khi vì quá tinh nghịch mà làm hỏng cả tấm hình chân dung của mẹ treo bên ngoài. Đám lính canh đêm đã phát hiện ra kẻ khả nghi nên đã điên cuồng tìm kiếm kẻ đã gây ra sự hỗn loạn tại quảng trường này. Nhưng Z đã trùm kín mặt khiến đám lính không thể nhận ra cô. Trong lúc trốn thoát, cô còn tiện tay xé rách tấm ảnh của nữ hoàng rồi tẩu thoát trong khu vườn. Nhưng khi suýt chút nữa bị đám lính tóm gọn thì cỗ máy đã túm lấy Z và đưa cô về căn phòng của thầy gia sư. Ông ấy rất hiểu và luôn ủng hộ những gì mà Z làm. Mặc dù cô bé có phần tinh nghịch và nổi loạn nhưng ông biết rằng cô ấy vẫn còn một trái tim thuần khiết. Thầy gia sư đã cứu Z khỏi đám lính và căn dặn cô nếu cứ tiếp tục làm những chuyện nguy hiểm như vậy, ông ấy sẽ không thể cứu cô mỗi lần cô gặp chuyện nữa. Bởi thầy chỉ có nhiệm vụ giám sát việc học và nâng cao thành tích của em mà thôi. Z cho rằng cô chán nản với cuộc sống này bởi mẹ cô luôn kiểm soát cô một cách quá đáng và nếu cứ tiếp tục cuộc sống như này, thì cuối cùng cô cũng sẽ trở thành một phiên bản độc ác giống như mẹ của mình và cô không muốn điều này xảy ra. Thầy gia sư đã giới thiệu một cỗ máy thời gian mà ông mới sáng chế ra cho Z xem, nhưng bởi vì cô còn quá trẻ nên ông ấy đã không cho cô sử dụng cụ máy này. Và đặc biệt, một khi sử dụng cỗ máy thời gian sẽ khiến dòng thời gian thay đổi và những sự việc trong tương lai cũng sẽ thay đổi. Nghiêm trọng hơn thì Z sẽ có thể mất mẹ vĩnh viễn nếu thay đổi điều này. Nói xong, thầy gia sư cất nó vào túi áo. Nhưng lúc này tiếng lính gác ầm ĩ ở bên ngoài vì giáo giết đi tìm kẻ làm loạn tại quảng trường. Thầy gia sư đã đưa công chúa Z về phòng của cô ấy thông qua đường ống một cách bí mật. Trước khi đi, Z trao cho thầy gia sư một cái ôm chân thành thay lời cảm ơn và cô cũng tiện tay lấy luôn đi cỗ máy thời gian của thầy nhanh như chớp. Cùng lúc đó, tại một vương quốc nọ đang diễn ra trận đấu kiếm giữa nhà vua và cô công chúa Mị Châu với mái tóc xanh bồng bềnh và trái tim nhân hậu. Cô chính là con gái của nàng Lọ Lem trong truyền thuyết và giờ đã trở thành nữ hoàng của vương đô. Một gia đình ba người sống hạnh phúc trong tòa lâu đài rộng lớn cùng nhau tận hưởng ẩm nhạc và những lời ca ngọt ngào. Sáng hôm sau, khi nữ hoàng đỏ đến quảng trường và phát hiện mọi thứ bị DDA bị kẻ nào đó phá tung lên, đặc biệt còn dám xé rách tấm ảnh của bà. Điều này đã khiến nữ hoàng đỏ vô cùng tức giận và mở một tòa án ngay tại quảng trường để tra hỏi kẻ đã gây ra việc này. Vì không bắt được kẻ gây án vậy nên thủ lĩnh của đám canh gác đã bị nữ hoàng đỏ đổ hết tội lỗi lên đầu hắn ta. Để Z thể hiện được năng lực nối dõi quyền lực của mình trong tương lai, nữ hoàng đỏ đã quyết định cho công chúa tự đưa ra phán xét cho tên thủ lĩnh. Z biết rằng chính mình là người đã gây ra những việc này, cô không muốn người kẻ vô tội phải nhận hình phạt vậy nên chỉ hành quyết qua loa. Nhưng nữ hoàng đỏ không chấp nhận điều này, bà vô cùng tức giận vì những hành động mà kẻ bí ẩn gây ra, vậy nên đã bắt công chúa Z phải buộc phải đưa ra một hành quyết nghiêm khắc hơn. Trong khi Red đang không biết xử lý như thế nào thì thầy gia sư lại một lần nữa xuất hiện và cứu cô bằng thư mời nhập học từ học viện Aurora. Tưởng rằng mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cho mình rời khỏi tòa lâu đài, nhưng bất ngờ thay nữ hoàng đỏ lại nhanh chóng đồng ý thư mời nhập học từ học viện và kêu Z nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc. Bên này, công chúa Mị Châu cũng cùng mẹ chuẩn bị đồ lên đường đến học viện nhập học. Nữ hoàng đỏ lái con xe màu đỏ chất lừ của mình vượt qua cánh cổng, xuyên qua lòng đất và đến với học viện Aurora. Tại đây cũng có rất nhiều gia đình đến để đưa hậu duệ của họ nhập học tại ngôi trường danh giá này. Trong khi đang làm thủ tục nhập học thì vô tình nữ hoàng đỏ và Lọ Lem đã có dịp gặp lại sau hơn 30 năm xa cách. Cả hai đã từng là bạn học tại ngôi trường này nhưng trước đó nó tồn tại với một cái tên hoàn toàn khác. Và lý do thực sự khiến nữ hoàng đỏ trở nên độc ác và tàn bạo như bây giờ là bởi vì cô ấy là nạn nhân của một trò chơi kham vô cùng quá đáng trong một buổi lễ dạ hội đầu tiên của học sinh toàn khóa. Điều này đã lấy đi sự tự tin và danh dự vốn có của nữ hoàng đỏ. Từ đó cô ấy cũng rời khỏi học viện và dần hình thành nên tính cách con người độc ác như bây giờ. Mị Châu thân thiện làm quen với Z nhưng tính chảnh khiến cô nghĩ rằng con nhỏ xanh lè này là con nhỏ lắm chuyện. Điều này cũng khiến Mị Châu có ác cảm với Z nhưng Lọ Lem lại khuyên con gái nên bỏ qua bởi cô là một công chúa của trái tim nhân hậu. Sau khi mọi người đi tham quan học viện, tận hưởng không khí của nơi đây thì cũng là lúc mà hiệu trưởng của học viện xuất hiện để chào mừng những học viên mới và đồng thời cũng giới thiệu hiệu trưởng mới sẽ đảm nhận công việc quản lý tại ngôi trường này chính là nữ thuyền trưởng Ume. Cô và hội cướp biển của mình trình diễn những điệu nhảy và bài nhạc vô cùng sôi động. Trong lúc đó, nữ hoàng đỏ làm một điều gì đó mờ ám với những lá bài của mình. Cho đến khi hiệu trưởng mời nữ hoàng đỏ đứng lên phát biểu đôi lời thì bà ấy mới tung những lá bài đỏ của mình và khiến khung cảnh ngày nhập học trở nên hỗn loạn. Những lá bài mà nữ hoàng đỏ tung ra chính là đám lính mà bà ta mang đến để áp giải tất cả mọi người tại đây. Nữ hoàng đỏ đã chờ đợi lời mời đến học viện Aurora này từ rất lâu. Lúc này Z mới nhận ra rằng cô ấy không có ý nghĩa gì với mẹ của mình hết và tất cả những điều bà ấy làm đều chỉ vì nỗi oán hận với thế giới này. Nhưng nữ hoàng đỏ cho rằng tất cả những gì bà ấy làm đều là vì Z. Mọi người đều đã bị áp giải cho đến khi Lọ Lem đứng ra khuyên nữ hoàng đỏ hãy dừng tay lại vì điều này đã đi quá xa. Mọi chuyện trong quá khứ đã xảy ra từ rất lâu, nhưng nữ hoàng đỏ cho rằng sự kiện ngày đấy đã giết chết tâm hồn thiếu nữ và danh dự của cô ấy. Đặc biệt hơn là khi cô ấy bị làm nhục thì Lọ Lem lại không hề đứng lên để bảo vệ mà đang vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian với hoàng tử của mình. Điều này càng khiến nữ hoàng đỏ trở nên oán hận. Một lần nữa, nữ hoàng đỏ muốn sử dụng năng lực của con gái nên đã yêu cầu công chúa Z phải đưa ra hành quyết đối với người phản bội lại hoàng gia.
không biết ăn phải bùa mê thuốc lú hay gì mà Zed lại quyết định xử trảm nữ hoàng Lọ Lem vì tội phản quốc. Điều này khiến nữ hoàng Đồ vô cùng tự hào. Ngay khi đám lính dẫn Lọ Lem rời đi để hành quyết thì Zed lại đưa ra một quyết định khác, chính là sử dụng cỗ máy thời gian trong lúc đang đánh nhau với công chúa Mị Châu. Và kết quả là cả hai công chúa xuyên không về khoảng thời gian mà các nữ hồi còn học tại học viện này. Vừa xuyên không về quá khứ khiến hai nàng công chúa vô cùng bỡ ngỡ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ quay lại thời điểm khi mà bà tiên đỡ đầu còn chưa biết sử dụng câu thần chú. Mị Châu thì nhanh chóng muốn quay lại để cứu mẹ trước khi bà bị hành quyết, nhưng Zed lại muốn tìm ra lý do khiến mẹ của cô trở nên độc ác như vậy. Cả hai lại chiến đấu với nhau bằng những bài hát và đọ sức lực khắp khuôn viên trường cho đến khi thấm mệt. Cuối cùng Mị Châu cũng đồng ý cùng Zed tìm ra lý do vì sao nữ hoàng đỏ lại trở nên như vậy. Cả hai nhanh chóng tiến vào học viện, khám phá cuộc sống nơi đây và biết rằng thời điểm này học viện Aurora có tên là Học viện Milan và thầy Bell vĩ đại là hiệu trưởng. Cả hai đi lượn một vòng trong hành lang của học viện và vô tình phát hiện ra tấm poster về đêm dạ hội đầu tiên mà nữ hoàng đỏ nhắc đến. Chắc hẳn đây chính là thời điểm mà đã thay đổi cả cuộc đời của bà ấy. Tiếng chuông vang lên, các học sinh đã di chuyển vào lớp học, chỉ còn hai cô công chúa đứng giữa hành lang thì vô tình gặp thầy Bell. Nhưng khi biết họ là học sinh chuyển trường thì thầy Bell đã đưa cả hai đến lớp học của mình. Tại đây Zed và Mị Châu cũng đã gặp lại mẹ của mình hồi thời niên thiếu. Đặc biệt hơn, nữ hoàng đỏ hồi còn trẻ lại mang một sắc hồng vô cùng nhẹ nhàng và xinh đẹp. Lọ Lem thì vẫn tốt bụng và thân thiện với mọi người. Nhìn thấy con người thật trước đây của mẹ khiến Zed vô cùng bất ngờ, bởi bà ấy luôn nhẹ nhàng, tốt bụng, thân thiện và vui vẻ với mọi người khác hoàn toàn so với nữ hoàng đỏ, hay còn gọi là mẹ của cô ấy bây giờ. Bích Hồng còn tốt bụng làm bánh ngọt cho mọi người trong trường, cô ấy luôn luôn muốn kết bạn với mọi người. Khi mọi thứ đều đang trở nên rất tốt đẹp, mọi người đều ủng hộ với cái tinh thần hòa đồng của Bích Hồng thì hội con của ác nhân xuất hiện, trong đó con nhỏ mặt mực là thủ lĩnh của hội. Chúng tiến đến và sỉ nhục những chiếc bánh của Bích Hồng, bởi chúng cho rằng những chiếc bánh là thể hiện của sự yếu đuối. Chúng cướp hết tất cả bánh của Bích Hồng và Lọ Lem đã đứng lên để bảo vệ bạn của mình. Nhưng con nhỏ mặt mực nó đã lấy tất cả lông hồng hạc ở trên những chiếc bánh để ăn cùng một lúc. Mặc dù Bích Hồng đã ngăn cản, bởi như vậy sẽ gây nên tác dụng phụ chính là biến người ăn nó thành con hồng hạc. Kết quả mặt mực bị dần biến thành hồng hạc khi khạc ra lông hồng và khuôn mặt đang trở nên biến dạng. Cuối cùng cô hoàn toàn trở thành một con hồng hạc và làm trò cười cho mọi người. Vì quá tức giận nên con hồng hạc đã đuổi theo Bích Hồng và Lọ Lem, tất cả mọi người cũng đuổi theo sau hóng drama cho đến cái hồ ở khuôn viên trường. May có sự giúp đỡ của Lọ Lem đã giúp Bích Hồng tránh được vụ xô xát này. Con hồng hạc bị rơi xuống nước rồi trở về hình dạng ban đầu, nhưng điều này đã khiến nó trở thành trò cười của thiên hạ và càng cho nó lý do để trút giận lên Bích Hồng thêm. Lúc này Zed và Mị Châu cũng đã biết người đứng sau những trò chơi khăm khiến nữ hoàng đỏ trở nên độc ác chính là con nhỏ mặt mực. Cả hai quyết định tìm hiểu xem chúng sẽ định làm gì vào đêm dạ hội trong chuyến du hành này. Hai cô công chúa cũng phát hiện những sự thật bất ngờ rằng mẹ của họ đều đã từng là bạn thân thiết với nhau và nữ hoàng đỏ đã từng là một cô gái vô cùng tốt bụng và thân thiện. Cả hai quyết định đến nhà của Lọ Lem để tìm kiếm thông tin về con mặt mực. Trong một ngôi nhà có phần hơi đổ nát, Lọ Lem đang phải dọn dẹp căn nhà, nhưng vì quá nhiều việc nên cô đã nhờ hai người bạn mới của mình vào dọn dẹp cùng. Qua lời kể của Lọ Lem thì Zed biết rằng Bích Hồng luôn muốn làm bạn với tất cả mọi người, mặc dù mặt mực luôn đối xử tệ với cô ấy nhưng Bích Hồng vẫn cố gắng để làm bạn với mặt mực. Điều này càng khiến mặt mặt khó chịu, dùng Bích Hồng như một cái bao cát để xử lý cơn giận. Zed hỏi địa chỉ của đám xấu và biết rằng chúng thường tụ tập ở đầm đen, thì lúc này Mị Châu vô tình làm đổ bình cổ ở trong nhà. Tiếng động thu hút mẹ kế của Lọ Lem và bà ta đã cấm túc Lọ Lem, còn bắt cô ngủ ở chuồng ngựa. Mị Châu ngây thơ cho rằng chỉ cần xin lỗi là sẽ xử lý được mọi chuyện, nhưng cô vẫn chưa biết rằng cuộc sống của mẹ mình trước đây vô cùng khó khăn và bất công. Cả hai đi đến đầm đen và vô tình phát hiện hội con nhà bác nhân ta tập hợp tại đây và bàn kỹ để trả thù Bích Hồng một cách vô cùng tàn nhẫn theo công thức ở cuốn sách cổ. Cả hai nhảy qua đầm hồng và suýt chút nữa thì Mị Châu bị cá ăn thịt, may Zed đã kịp thời đuổi con cá đi. Sau đó cả hai quay về phòng và tìm cách kiếm cuốn sách ma thuật đó trước khi đám con của ác nhân ra tay. Và để nói về sách nấu ăn thì Bích Hồng là trùm nên cả hai đã đến tìm cô ấy. Bích Hồng đang chuẩn bị cho buổi dạ hội, khi biết Zed cần tìm cuốn sách nấu ăn ma thuật thì cô đã tốt bụng đi tìm khắp phòng. Trong lúc đó, Zed tranh thủ xem tình hình qua chiếc gương dự đoán tương lai và họ cần phải nhanh chóng xử lý trước khi nữ hoàng đỏ giết hết tất cả mọi người. Bích Hồng tìm khắp nơi nhưng không hề có cuốn sách nào như vậy, và cô nghĩ rằng cuốn đó có thể được cất tại văn phòng của thầy hiệu trưởng bởi nó nằm trong mục sách cấm của học viện. Mị Châu cho rằng nên báo với thầy hiệu trưởng để thầy xử lý giúp, nhưng Zed lại cho rằng điều này quá nguy hiểm khi để người khác biết cả hai xảy ra mâu thuẫn. Mị Châu buồn bã đến tìm Lọ Lem để tâm sự, cả hai cùng nhau làm vườn và ca hát hết buổi chiều. Tối đến khi đám con hội ác nhân chuẩn bị vào văn phòng của thầy hiệu trưởng để trộm cuốn sách thì vô tình thấy Zed đang mờ ám lẻn vào. Sau đó Mị Châu cũng bất ngờ xuất hiện. Cả hai dùng chìa khóa để mở cánh cửa và bước vào bên trong căn phòng. Sau khi tìm một hồi thì họ phát hiện cuốn sách màu đen khả nghi ở trên cao. Nhưng khi Red đang cố với đến để cầm quyển sách mà không biết rằng con cú đã phát tín hiệu cảnh báo có kẻ đột nhập, những thanh kiếm bất ngờ được tự động chuyển sang chế độ tấn công. Cái bóng của những thanh kiếm đã khiến Zed nhận ra và may mắn tránh được đòn tấn công của nó. Cả căn phòng trở nên hỗn loạn, Mị Châu đứng lên chiến đấu với những thanh kiếm nhưng chúng quá đông và một con cú đã bay đi để bảo với thầy hiệu trưởng sau một lượt chiến đấu với những thanh kiếm. Cuốn sách cũng đã rơi xuống dưới đất. Ngay khi Zed bò đến để lấy quyển sách thì con cú một lần nữa phát ra tín hiệu cảnh báo và một dũng sĩ giáp sắt xuất hiện tấn công Zed. Mị Châu đã dùng đôi giày mẹ tặng để tấn công con cú và khiến dũng sĩ biến mất. Lúc này, đám con của hội ác nhân cũng xuất hiện,
chúng vui vẻ cướp đi cuốn sách cấm và mở nó ra. Nhưng ngay khi mở cuốn sách, một luồng phép thuật đã bay ra và khiến cả đám bọn họ bất động. Jet vui vẻ trêu chọc đám ngu ngốc và cầm lấy cuốn sách định đưa cho Mị Châu mở, bởi cô ấy có trái tim thuần khiết nhất. Nhưng Mị Châu lại cho rằng Jet là người tốt, vậy nên cô có thể tự mình mở cuốn sách. Ngay khi Jet mở cuốn sách thì mọi thứ đều bình thường, chứng tỏ Jet vẫn đang có một trái tim nhân hậu. Lúc này thầy hiệu trưởng cũng đi đến gần văn phòng. Tên chó sói bên ngoài đang cố ra hiệu cho nhóm bạn của mình mà không hề biết rằng chúng đã bị đông cứng hết. Khi thầy hiệu trưởng bước vào, chỉ còn những đám con của ác nhân. Jet và Mị Châu đã quay trở về nhà an toàn. Cả hai vui vẻ vì đã ngăn cản được biến cố lớn nhất, rồi cùng nhau sử dụng cỗ máy thời gian để quay lại. Khung cảnh vẫn giống như khi họ rời đi. Khi Ume mời nữ hoàng đỏ lên phát biểu, bà ấy đã tung những lá bài, nhưng lần này thứ tỏa ra lại là những bong bóng hình trái tim vô cùng đẹp đẽ. Nữ hoàng đỏ đã có thêm một nửa trắng cho cuộc đời của mình. Tất cả mọi người đều có một buổi nhập học vô cùng vui vẻ và đáng nhớ. Hai cô công chúa mạnh mẽ và dũng cảm đã thành công thay đổi lịch sử và tiến đến một cuộc sống mới tươi đẹp hơn.